Và ngay sau đây xin mời tất cả quý vị khán giả đem nhỏ theo hướng mắt về sân khấu để được giao lưu cùng với robot nhà máy khổng lồ trong đêm biểu diễn tối đêm nay. Open Gangnam Style. Robot của anh đến với vũ điệu website cùng với chú hề và chiếc sau buổi tối đêm nay. Người máy của loài men xin kính chào tất cả quý vị khán giả trong buổi tối đêm nay cùng với chú hề. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả các em nhỏ thân yêu. Và bây giờ xin mời các bạn nhỏ lên sân khấu chụp ảnh giao lưu cùng với robot của máy của loài cùng với chú hề đập xiếc nào. Xin mời các đồng chí chúng ta chuyển tay ra nào. Phương Hồng Bảo cho mình cái thang hay như này, những bức ảnh đẹp nhất nào. Nào xin mời chú hề người các em nhỏ đứng phía trước nào. Quý vị ơi, hãy không quên lưu lại cho em mình những bức ảnh đẹp nhất trong đêm nay. Không quên lưu lại cho em mình những bức ảnh đẹp nhất trong đêm nay nào. Các bạn nhỏ được giao lưu cùng với chú hề cũng như sự hiện diện của mà các em nhỏ rất là yêu thích, người máy khổng lồ Iron Man mà các em nhỏ thường gọi là người sếp nhá. Đề nghị các bạn nhỏ chúng ta xếp thành hàng ngang nào. Đó, có vẻ như các bạn nhỏ rất là yêu thích. Xin mời chú đi đứng ra ở bên phía cánh gà nào để người yêu thích này phía trước nào. Đó, có vẻ như các bạn nhỏ thân yêu rất là yêu thích robot của máy khổng lồ cũng như chú hề này. Nhìn thẳng ra phía trước nha, các bạn nhỏ chúng ta nhìn thẳng ra phía trước, nhìn vào chiếc điện thoại thông minh của bố mẹ nhà mình nào. Cười tươi lên tí nữa nào, cười tươi lên nhé, cười tươi như chú hề nào. À, cười tươi lên nào. Và bây giờ xin mời robot về máy giơ tay đặt cao nào, tạo dáng nào, éo. Bây giờ xin mời các bạn nhỏ thân yêu cùng với chú hề giơ tay nào. Hai tay đâu rồi, là tay đâu rồi, là tay đâu rồi, là tay đâu rồi. Bắt đầu nhảy nhá. Các em nhỏ ở trên sân khấu bắt đầu nhảy nào, bắt đầu lắc cái tay nào, quấy cái mông nào và nhún cái chân nhá. Nhún nào. Cứu rồi. Đúng rồi, nhảy nào. Nhảy cùng với theo điều nhảy của chú hề nào. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vũ điệu Pokemon. Các em nhỏ đã được vui nhờ cùng với giao lưu cùng với mời robot của máy trong đêm tối đêm nay cùng với sự diện của chú hề giật chiếc. Chào mừng toàn thể các em nhỏ thân yêu của xã Phúc Sơn. Tay đâu rồi là tay đâu liền. Chú hề nhảy cẩn thận nhé, không sợ chân khấu hết à. Nhìn thẳng ra phía trước, cười tươi lên tí nữa nào để bố mẹ nhà mình chụp ảnh nhá. Xin mời bạn robot người máy nào giơ tay cao lên nào, giơ tay cao lên một tay thôi. Mệt không giơ tay nổi rồi. Các bạn nhỏ chúng ta hãy cười tươi lên nhá, cười tươi lên nào.
quý vị ơi, không quên lưu lại cho mình những bức ảnh đẹp nhất trong hôm nay. Hãy lưu lại cho mình những bức ảnh đẹp nhất trong buổi tối hôm nay nào. Hãy lưu lại những bức ảnh đẹp nhất rồi quý vị. Và xin mời các em nhà chúng ta nhìn thẳng ra phía trước để chụp ảnh nhé. Bạn tổ chức đã nhìn thấy những chiếc điện thoại smartphone thân mến nhất của quý vị là đã lưu lại những bức ảnh đẹp nhất trong buổi tối hôm nay. Rất tuyệt vời. Và các em nhỏ chúng ta chụp ảnh rồi, xin mời các em nhỏ chúng ta trở về chỗ nào. Xin mời các bạn nhỏ chúng ta trở về chỗ nha. Chú Hồ cùng với robot cái máy cùng chào tạm biệt tập thể các em nhỏ thân yêu trong buổi tối hôm nay. Xin chào tạm biệt, xin chào tạm biệt. Quý vị khán giả thân mến, với phần biểu diễn của robot cái máy cùng cô kết lại chương trình biểu diễn tối đêm nay rồi. Và thay mặt cho ban tổ chức đoàn, xin chân thành cảm ơn đến tập thể quý vị đại biểu, quý vị khán giả, các em nhỏ thân yêu đã về đây cổ vũ đón xem chương trình biểu diễn của đoàn. Cảm ơn tập thể quý vị khán giả, các em nhỏ rất yêu. Xin chào tạm biệt, xin chào tạm biệt. Và quý vị khán giả có, quý vị khán giả.